Tiếp nè. Rồi tiếp ha. Bây giờ câu số 15. Câu số 15 thì cái này là mình phải biết nghĩa rồi. Khi mà được phỏng vấn á, when being interview, khi mà được phỏng vấn bạn phải cái gì đó. Cái mà người gì? Người phỏng vấn hỏi bạn, nói chuyện với bạn hoặc là hỏi bạn, bạn phải cái gì đó. Cái mà người phỏng vấn hỏi bạn hoặc là nói chuyện với bạn. Rồi, bây giờ cô chắc là bạn không có biết từ vựng mới nhiều ha, relate to á, relate á. Em biết relationship không? Relationship là mối gì? Mối quan hệ. Mối quan hệ thì nó lấy cái chữ relate á, là có liên quan tới. Đúng không? Có liên quan tới. Có liên quan, hiểu không? Nó lấy cái phần đầu tiên á, relate nè. Relate là có liên quan tới cái gì đó. Rồi. Be interested in, không phải interested nha. Interested in. Interest, đi đâu cũng interest hết. Rồi, interested in nha. Be interested in là quan tâm tới hay là em yêu thích cái gì đó ha. Gọi là em thấy có hứng thú với cái gì đó đó, đúng không? Có hứng thú với. Rồi. Express là thể hiện. Ha, express là thể hiện. Thể hiện. Thể hiện sự thích thú ha. Sự thích thú. Với concentrate là gì? Concentrate là gì? Concentrate là tập gì? Tập trung vào cái gì đó. Đúng rồi, tập trung vào cái gì đó. Good, vậy đó. Tập trung vào. Rồi, bây giờ em thử coi. Khi mà được phỏng vấn á, bạn phải cái gì đó? Cái mà người phỏng vấn nói và hỏi bạn. Tập trung. Đúng, bạn phải tập trung vào cái gì người ta hỏi bạn, đúng không? Là đáp án D là đáp án đúng nha. Cái này là mình phải nhớ từ vựng thôi. Nhớ nha, mấy cái từ này cũng dễ, mình học luôn đi, mình học cái nè, relay á thì là relay to, à, relay đi với giới từ to, interested thì đi với giới từ in, còn concentrate á thì on. Nè, nhớ vậy đi, nhớ nhớ giới từ đi, mốt làm.